Được gặp lại tất cả mọi người chúng ta trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp Tân Bình và quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống website nhà đất huy hùng.com và trên hệ thống fanpage Facebook Nhà Đất Huy Hùng bán nhà của Vấp và Tân Bình. Buổi sáng ngày hôm nay Hùng sẽ đến với một căn nhà rất đẹp nằm ngay cạnh đường Trường Chinh, hẻm một xẹt của đường Phạm Bạch, phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, và đây là sát với đường Trường Chinh nha mọi người. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m và thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu. Nhà mình sẽ có khu vực không gian gara, đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và hướng nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với quý anh chị mình phong thủy là tây tứ trạch. Và đây là mặt tiền mà chính căn nhà chúng ta này. Chúng ta để ý căn nhà mình này, căn nhà thiết kế rất đẹp và cao cấp nha. Và đây là con đường trước nhà mình, một con đường một xẹt, con đường hẻm một xẹt cách mặt tiền đường chính đường Phạm Bạch của chúng ta khoảng chừng 20m thôi. Và đường này là đường xe hơi vào tận nhà nha mọi người, vào trong nhà được luôn. Chúng ta để ý con đường này, con đường nhựa rất rộng, cách mặt tiền đường chính đường lớn của chúng ta đúng 20m thôi, phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty cho thuê hay là kinh doanh buôn bán làm showroom spa. Và căn nhà mình thì nằm trong một khu đồng bộ khoảng chừng 20 căn nha. Và bên ngoài chúng ta có một lớp cửa cuốn, bên trong chúng ta có một lớp cửa nhôm xin pha. Và nhà mình được thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu, với không gian dụng là gara xe hơi khoảng 6m này, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và trên tường chúng ta ốp gạch và có chạy đèn trang trí cũng như là chỉ nổi, và phía trên là tầng lửng và trần thạch cao đèn chiếu sáng. Căn nhà có vị trí tuyệt vời, nằm sát với đường Phạm Bạch, ngay gần với ngã ba ngã tư Phạm Bạch và Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, sát kề bên siêu thị Big C của đường Trường Chinh và kề bên của sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người, sát với sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Quý anh chị đang xem video trực tiếp, căn nhà cực kỳ đẹp với giá bán đang rất hấp dẫn, chỉ hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Quý anh chị chúng ta sở hữu được một căn nhà nằm ngay cạnh sân bay cũng như là sát với trục đường Trường Chinh của phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, và với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m, được gia chủ thiết kế là một trệt, một lửng và ba lầu, với giá chủ nhà đang chào bán là hơn 7 tỷ cho một căn nhà đẹp, có lửng, đậu được xe hơi từ 4-7 chỗ bên trong nhà mình, và có tới 4 phòng ngủ, một phòng ngủ tầng lửng dành cho người già và 3 phòng ngủ trên tầng lầu, cũng như là một phòng thờ rất là rộng và một phòng giặt, cũng như là hai sân thượng trước sau. Và với tầm tiền giá bán như thế này thì rất là hợp lý rồi nha mọi người. Chúng ta vừa tham quan xong gara xe hơi, tiếp tục di chuyển vào trong, chúng ta sẽ tới với khu vực không gian cầu thang với tay vịn căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Và bên đây là khu vực không gian của tủ rượu, với tủ rượu là rất là rộng, được làm bằng chất liệu gỗ sồi. Phía trong là không gian có phòng bếp. Phòng bếp của nhà mình thì được ốp gạch xung quanh trên tường, với tủ kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi, trên trần là đèn chiếu sáng trần thạch cao, hai bên tường ốp gạch tường lên cao tới trần luôn, rất là sạch sẽ. Khu vực không gian bếp thì chúng ta có khu vực bồn rửa chén bát, khu vực mặt bếp thì đá hoa cương, và khu vực đặt bếp, khu vực để tủ lạnh rất là rộng ở đây. Phía sau là khoảng giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà. Trời nha mọi người. Những căn nhà hẻm một xẹt thì rất là hiếm ở địa bàn quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một căn nhà hẻm một xẹt của đường Phạm Bạch, thì quý anh chị đang muốn tìm nhà hẻm một xẹt Phạm Bạch sát với đường Trường Chinh thì nên đến xem và tham quan căn nhà này. Nếu cảm thấy phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của gia đình mình thì hãy nên thương lượng với anh chủ nhà để chúng ta mua căn nhà này, căn nhà hẻm một xẹt rất đẹp, để chúng ta có thể vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê. Hướng nhà mình là hướng đông bắc nha, phù hợp với quý anh chị mình thuộc phong thủy là tây tứ trạch. Và với vị trí đẹp, nhà bán giá mềm, chính chủ sổ hồng riêng đã có sẵn rồi,
pháp lý rõ ràng, xây rất chắn và kiên cố. Thì quý anh chị chúng ta quan tâm thì hãy gọi trực tiếp cho bên mình theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khi chúng ta liên hệ xem nhà bên Hùng, chúng ta đã được thương lượng với chủ nhà, được xem sổ hồng và những giấy tờ liên quan, được giảm giá ít nhất từ 2 đến 500 triệu đồng một căn. Và tất cả những căn nhà bên Hùng chào bán đều là những căn nhà chính chủ, sổ hồng riêng, xây dựng rất chắc chắn và kiên cố. Trên đây là khu vực không gian phòng khách trên tầng lửng. Chúng ta thấy có một phòng khách trên đây này. Phòng khách thì chúng ta có đèn chùm chiếu sáng này. Rồi sàn thì ốp gạch giá gỗ. Bên này là tủ kệ tivi. Và phía sau là phòng ngủ dành cho người già, phòng ngủ ngay tầng lửng luôn. Phòng ngủ này thì chúng ta sử dụng cửa gỗ sồi, sàn gạch giá gỗ, trên tường chúng ta sử dụng giấy dán tường, ống máy lạnh. Nhà mình chỉ có nội thất cơ bản thôi. Tủ áo, tủ kệ tivi, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh đây nha mọi người. Phòng vệ sinh thì kế bên phòng vệ sinh chúng ta có cửa sổ ra giếng trời. Rồi phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt phía ngoài. Kết hợp với gương soi, bồn tắm đứng, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen phía trong. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Phòng ngủ khá rộng nha, sàn gạch giá gỗ, có tủ áo phía trong. Và chúng ta sẽ tham quan trên lầu phòng ngủ số 3 và số 4, số 2 và số 3 nha mọi người. Nhà mình thì có vị trí đẹp, nằm sát với đường Phạm Bạch luôn, nên là tiện cho anh chị mình di chuyển vào xe hơi, xe tải, hay là chúng ta vào văn phòng cho thuê hay là buôn bán online chẳng hạn thì rất là tuyệt vời. Trên đây là phòng ngủ số 2. Phòng phía sau thì chúng ta vẫn có cửa gỗ này, tủ kệ tivi, tủ áo. Rồi trên tường là giấy dán tường, trần thạch cao. Phía sau là cửa sổ ra giếng trời và phòng vệ sinh. Nhà mình có 5 phòng vệ sinh nhé. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh được anh chủ nhà làm khá đẹp, đều có bồn tắm đứng hết nha mọi người. Và đây là khu vực gắn máy lạnh. Ta sẽ qua phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ phía trước thì chúng ta sẽ để vệ sinh ngoài này. Đây là vệ sinh ngoài với bồn cầu, lavabo rửa mặt và vòi tắm hoa sen cũng như là bồn tắm đứng đều đầy đủ hết. Và phòng ngủ phía trước của nhà mình khá vuông và đẹp, với cửa ra ban công, màn rèm cửa hai lớp, ban công thì khá rộng, ban công 90 phân và đèn chiếu sáng cũng như là khu vực tủ kệ tivi, tủ áo, ống máy lạnh đều được gia chủ chuẩn bị sẵn rồi. Ta mua thì việc mua thêm giường và gắn máy lạnh rồi về ở thôi. Đây là phòng ngủ phía trước nhá. Phòng ngủ này là phòng ngủ số 3 rồi nha mọi người. Chúng ta thấy này, khá đẹp. Rồi mình sẽ lên lầu trên. Lầu trên thì chúng ta sẽ có một phòng thờ và một phòng giặt cũng như là một phòng ngủ ở trên sân thượng và hai sân thượng phía trên đấy nha. Chúng ta lên lầu trên để tham quan cái phòng ngủ số 4 cũng như là phòng giặt, phòng thờ. Đây là phòng ngủ số 4 nha mọi người. Phòng ngủ số 4 của nhà mình thì cũng giống y chang phía dưới này, với sàn gạch giá gỗ, tủ kệ tivi và cửa sổ ra giếng trời, tủ áo, vệ sinh trong đều rất là đẹp. Và giá bán anh chủ nhà đang chào bán cho căn này chỉ có 7 tỷ 300 triệu đồng còn bớt nha. Thì quý anh chị quan tâm thì có thể gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là muốn xem thêm nhiều những căn nhà bán khác thì chúng ta có thể truy cập vào website của bên mình là nhadathuyhung.com, cũng như trên hệ thống fanpage Facebook, Zalo Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp và Tân Bình, để chúng ta xem thêm rất là nhiều những mẫu mã nhà bán mới đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ tại những kênh bán nhà của bên mình. Đây là cái khu vực phòng giặt. Phòng giặt nhé. Đó, phòng giặt. Và ngoài đây là phòng thờ nha mọi người. Phòng thờ của nhà mình này. Phòng thờ như thế này là rộng rồi. Phía trước là cửa sổ, cửa bốn cánh ra ban công, cửa lùa. Và có ban công phía trước luôn. Phòng thờ nhà mình thì chúng ta cũng có thể làm phòng ngủ luôn, vì gia chủ có gắn máy lạnh này. Đấy, có gắn máy lạnh sẵn này nha. Và phía trên nhà mình là khu vực sân thượng trước sau. Đây có cầu thang lên trên này nha mọi người. Sân thượng trước sau đều rất là rộng.
Anh chị nào đang muốn sở hữu và tham quan một căn nhà mà sát mặt tiền đường Phạm Bạch, phường 15 quận Tân Bình gần với đường Trường Chinh thì đây là một sản phẩm rất hợp lý nhé. Đây là khu vực sân thượng sau này. Và ngoài đây là khu vực sân thượng trước. Đây khu vực sân thượng trước để máy nóng lạnh này. Phía sau là bồn nước và có lợp mái hết rồi. Bên ngoài kia là sân bay Tân Sơn Nhất này, nhà mình sát với sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Đó, chúng ta thấy này. Kề bên sân bay Tân Sơn Nhất nhé. Rồi quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho bên Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Hùng xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình ở những video tiếp theo.